Bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn các sản phẩm mang tính năng an toàn cho xe yêu của mình như cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo giữ khoảng cách an toàn hoặc là camera 360, màn hình Android hoặc các trang bị khác cho xe yêu của mình thì đừng lo, T-Mart, Vinh Anh Spa Auto ở đây để giúp các bạn thực hiện điều đó. Vinh Anh Spa Auto là một trong những đại lý chính hãng của T-Mart, ngự trị giữa lòng thành phố Thanh Hóa. Mang trong mình vị thế là trung tâm nội thất ô tô số 1 Thanh Hóa, Vinh Anh Spa Auto có đầy đủ các dịch vụ độ xe từ A đến Á với hai cơ sở có không gian rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, phòng sơn xe, phòng dán phim riêng biệt, khu chăm sóc xe, spa, bảo dưỡng xe đầy đủ dụng cụ, đội ngũ kỹ thuật trình độ cao nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Là một cơ sở nội thất ô tô uy tín, chất lượng hàng đầu tại tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng. Vậy điều gì đã khiến Vinh Anh Spa Auto trở thành một trong hệ thống hơn 700 đại lý của T-Mart trên toàn quốc? Mọi người hãy cùng nghe chia sẻ của chủ cơ sở nhé. Em chào anh ạ. Chào em. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc spa xe cũng như làm đẹp xe tại thị trường Thanh Hóa thì Vinh Anh Auto luôn mang lại những sản phẩm, những giá trị lợi ích nhất để dành tới tặng cho tới khách hàng. T-Mart mới cho ra thị trường một sản phẩm mới, đó là màn hình Ultua. Với màn hình Ultua thì nó có những cái tính năng mà vượt trội so với tất cả các màn hình hiện tại trên thị trường. Chẳng hạn như tính năng iSensing ADAS, đó là một tính năng mà gần như, nếu như để nói như bản thân anh, để khi ngồi lên chiếc xe và có những cái tính năng an toàn như vậy để trải nghiệm thì không còn gì là tuyệt vời hơn nữa. T-Mart đã lắp đặt hơn hàng chục nghìn sản phẩm cho xe ô tô. Vậy đâu là lý do để hàng chục nghìn khách hàng ở ngoài kia lựa chọn sản phẩm T-Mart mà không phải bất kỳ hãng nào khác? Hãy cùng Kim Chi nghe chia sẻ của một vị khách hàng này nhé. Em chào anh ạ. Mình mới mua xe thì qua Vinh Anh để lắp đặt các thiết bị trên ô tô kiện thì có được tư vấn là lắp thiết bị cảnh báo điểm mù trên màn hình Android của T-Mart. Thì thiết bị này sẽ tự động bật khi mà chúng ta đưa xe và khi mà có điểm mù chúng ta nhìn thấy. Thì sau khi lắp đặt là mình cảm thấy rất hài lòng, sản phẩm rất tốt. Nếu bạn đang ở khu vực thành phố Thanh Hóa mà cần trang bị các sản phẩm mang đến tính năng an toàn cho xe yêu của mình thì hãy đến ngay Vinh Anh Spa Auto, địa chỉ 80 Phạm Vấn và số 4 Lê Hồng Phong, thành phố Thanh Hóa để được trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp chỉ có ở Vinh Anh Spa Auto mới có và lắp đặt các sản phẩm chính hãng của T-Mart nhé. T-Mart, Vinh Anh Spa Auto luôn luôn mong muốn được đồng hành và hỗ trợ quý khách trên mọi nẻo đường.